giải vô địch May thành phố Hồ Chí Minh từ 12 đến 17 tháng 4 năm 2024 của quận 5. Sân khấu đã sẵn sàng. Về phía sở văn hóa thể thao Hồ Chí Minh xin giới thiệu ông Giáp Trung Hàng, phụ trách môn bơi sở văn hóa thể thao Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn bơi Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí đại diện.